Nhân ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 để tri ân cho khách hàng thì TTV đang diễn ra một chương trình rất là lớn, đó chính là tất cả những mẫu đầm thiết kế của TTV sẽ được giảm giá lên đến 45%. Tức có nghĩa là các chị chỉ cần trả hơn 200 ngàn là mình có thể có được một em đầm thiết kế cao cấp, quá rẻ đúng không ạ? Chương trình sẽ được diễn ra từ ngày 4 tháng 3 cho tới ngày 8 tháng 3, tức có nghĩa là từ thứ 6 cho đến thứ 3 tuần sau. Và với tất cả những mẫu đầm thiết kế của TTV tại các hệ thống cửa hàng, các chị sẽ được giảm từ 20%, 30% và đặc biệt hơn là 45%. Ngoài ra, TTV còn có thêm một phần quà đặc biệt dành cho khách hàng khi các chị ghé tới 3 hệ thống cửa hàng. Thứ nhất là ở 817 Quang Trung, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Cơ sở thứ hai là ở 439 Lũy Bán Bích, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Và cơ sở thứ ba của TTV là ở 22 Phú Lợi, Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Từ ngày 4 tháng 3 đến ngày 8 tháng 3, các chị mua hóa đơn trên 2 triệu, TTV sẽ tặng ngay cho các chị một em đầm thiết kế cao cấp. Nên các chị có thể là rủ thêm chị em, bạn bè, đồng nghiệp của mình để đi cùng. Mình càng mua sắm nhiều thì mình càng được tặng quà nhiều các chị nhé. Và các chị nhớ nha, là từ ngày 4 tháng 3 đến ngày 8 tháng 3, tất cả những mẫu sản phẩm đầm thiết kế của TTV sẽ được giảm giá từ 20%, 30% và đặc biệt là 45% các chị nhé.